Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Space NTV. Hôm nay mình sẽ cho các bạn trải nghiệm một ngày về nhân viên thị trường bên gạch ceramic, xem cụ thể là công việc nó như thế nào nhé. Ok, bắt đầu triển khai công việc. Rồi, công việc cụ thể là đi phát hết từng ngày không? Đây, 80, 60 có hết. Xuống hàng để mẫu thôi. Bây giờ thì bật ngang luôn, cạnh tranh nhau luôn. Giờ mà bỏ mẫu không có nơi để bỏ này, không có nơi để trưng bày. Công việc như đài loài cũng là như bốc vác ấy. Đây là dán mẫu. Dán nó thành bồ như này, nhìn rất là đẹp. Đây là kết quả. Nhìn cũng đẹp đấy nhỉ. Ok, đi giải mẫu mà không mang kể đi thì giải hết xuống nền này. Yeah. Ngập tàn. Mẫu chồng chéo lên nhau. Từ sáng giờ mới đi được 3 nhà. Nắng quá. Từ sáng giờ mới đi được 3 nhà. Mà bây giờ mấy giờ nhỉ? Hơn 10 giờ rồi. Bắt đầu nắng to rồi, không thể làm nổi nữa. Công việc đài loài cũng chỉ là dán mẫu cho khách thôi, dán mẫu cho đại lý. Sáng giờ vẫn nguyên xe. Nắng quá. Này, hôm nay mặc áo cộc. Mặc áo cộc đi mà trời nắng này. Mang một đống gạch đi mà không cấp cho cái kè nào thì không biết bỏ ở đâu, còn vứt linh tinh ấy. Bỏ hết trên sàn này. Bây giờ là hơn 11 giờ, 11 rưỡi. Nắng.
Đấy, trưa nắng mệt nhưng vẫn phải niềm nở với khách hàng. Khách hàng là thượng đế mà. Giờ nghỉ trưa tí, chiều tiếp tục công việc. Rồi mẫu rình khắp bờ rào luôn, rình khắp nơi. Trường hợp này rất là hay. Công việc buổi chiều thì cũng như buổi sáng như nhau. Đấy, về cơ bản là làm thị trường gạch cho nó như thế. Vì mình đi làm chứ không phải đi chơi nên cũng không thể quay được cụ thể là từ chi tiết được, mà mình chỉ quay cho các bạn có thể hình dung được cái công việc. Công việc đi làm thị trường gạch. Gạch ceramic, gạch hoa, gạch lát nền, lát sân ấy. Nói chung là cái thị trường gạch thì bây giờ nó cũng không như ngày xưa. Bây giờ thì rất nhiều nhà phân phối đi bỏ mẫu. Ngày xưa hầu như là ở đây ấy, là độc quyền nên bán hàng nó thoải mái, nó khác. Bỏ mẫu đầu năm đi bỏ lần bán hết năm luôn. Còn bây giờ thì hầu như đi liên tục. Mà một lần bỏ mẫu thì tốn rất rất là nhiều tiền. Như cái xe này hôm qua mình đi ấy, là bốc lên khoảng mười mấy triệu tiền mẫu, mà bốc rải từ hôm qua đến buổi sáng hôm nay ấy, là cũng hết hơn nửa rồi. Mà mới có đâu có hơn 10 nhà, 10 nhà gì đâu. Mà mấy trăm đại lý, nếu mà nhà đại lý nào cũng đi bỏ mẫu thế này thì đúng là mấy trăm triệu, nên là cũng khó. Thời buổi cạnh tranh nó khó, giờ không bỏ mẫu thì không bán được hàng, mà bỏ mẫu thì lại tốn tiền. Mà bây giờ các đại lý nhà phân phối mới mới lên ấy, mới mở ấy, thì người ta đầu tư mạnh lắm, kể rồi mâu ấy, đi thị trường cứ ba bốn ông một xe là cứ đi ấy, đi bật mảng ấy. Còn ở đây thì thị trường có mỗi ông thì thỉnh thoảng có ông đi hỗ trợ tí. Nói chung là thị trường nó ngày càng khó, phức tạp. Nói chung là phải biết tính toán thì mới duy trì được, còn không tình hình này nghe căng lắm. Mới có hơn chục đại lý mà đâu chục đại lý mà bỏ mất mười mấy triệu tiền mẫu, mấy trăm đại lý, các bạn tính ra bao nhiêu tiền mẫu cho vừa. Ngày xưa nhà máy hỗ trợ mẫu, bây giờ thì nó cắt nhiều rồi, không có nữa. Từ bỏ tiền túi mà đi. Mỗi lần này nhiều người sót. Nhưng mà thị trường là phải thế, cạnh tranh. Ông mà không ấy được thì nó bị đánh bật ngay. Thế mà không có cái hướng đi đúng đắn như tâm, khoảng một vài năm nó bị liền rồi. Nói chung thời buổi bây giờ làm gì cũng khó. Hôm nay nóng nhỉ. Đây, tình hình là chắc phải đi tầm khoảng mấy ngày nữa. Đi hết cái xe này, hôm nay là cho hết xe này. Thì
đi tầm 3 4 ngày. 3 4 ngày thì đi gọi là qua qua thôi chứ không đi cụ thể chi tiết được. Mấy trăm cái đại lý, mỗi đại lý là mấy triệu bạc. Gì đây? Người đẹp đi bộ. Bắt hàng gì á? Tổng cộng giờ rồi. Qua mời bên tẩy phối hợp với công an đấy. Công an bên tẩy phối hợp công an đấy thì rồi tổng hồi ra thôi. Tiếp tục lên đường. Chắc là bắt xe chạy chạy hàng gì hàng gì cấm.